Xin chào mọi người, con tên là Châu Thái Kiệt, năm nay con 12 tuổi. Con học ở trung tâm được 3 năm. Lúc đầu khi mới vô học trung tâm, con không có biết đọc tiếng nhạc. Dù con vẫn biết đánh nhưng con không biết đọc tiếng nhạc, nhưng mà nhờ có sự hướng dẫn tận tình của thầy cô mà con đã đánh được một số các bản nhạc nổi tiếng như Cốc Thổ Nhĩ Kỳ với một số bản nhạc nổi tiếng khác. Hôm nay con xin phép được trình diễn bài Give a Flying You, Tiếp đoạn của tác giả Yuma.